Quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tiếp mục giới thiệu dân bản pháp luật, chúng tôi giới thiệu nội dung Nghị định số 33 trên 2023, quy định về cán bộ công chức cấp xã. Tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn xem đài. Sau cùng, có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 trên 2023, quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Theo đó, số lượng cán bộ công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau. Đối với phường, loại 1 là 23 người, loại 2 là 21 người, loại 3 là 19 người, Đối với xã thị trấn, loại 1 là 22 người, loại 2 là 20 người, loại 3 là 18 người. Quỹ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng công chức ở cấp xã tăng thêm như sau. Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1 phần 3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1 phần 2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức. Ngoài việc tăng thêm công chức theo quy mô dân số nêu trên, thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm một công chức. Quy mô dân số bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi và diện tích tự nhiên tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm để xác định số lượng cán bộ công chức cấp xã thực hiện theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: loại 1 là 14 người, loại 2 là 12 người, loại 3 là 10 người. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm như sau. Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1 phần 3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một người hoạt động không chuyên trách. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1 phần 2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một người hoạt động không chuyên trách. Ngoài việc tăng thêm người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số, thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên, được tăng thêm một người hoạt động không chuyên trách quy mô dân số bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi và diện tích tự nhiên tính đến, đến ngày 31 tháng 12 hàng năm để xác định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoảng 2 điều này thực hiện theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính nghị định quy định cán bộ công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên người hoạt động không chuyên trách phải tốt nghiệp trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên Cán bộ cấp xã đang giữ chức vụ bầu cử mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, công chức cấp xã đang giữ chức danh mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại nghị định này thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu nếu đủ điều kiện hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của chính phủ. Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của bạn Võ Trần Thùy Trang ở xã Châu Hưng, quyền Vĩnh Lợi. Thư bạn trình bày. Tôi là giáo viên tiểu học đã đóng bảo hiểm xã hội 6 năm, trong đó 2 năm đầu ở trường dân lập, 4 năm ở trường công lập. Xin hỏi, 2 năm dạy ở trường dân lập, tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có, là bao nhiêu? Bạn Trang thân bến, Nghị định 77 2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: Thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập, thời gian giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đối với nhà giáo đang giảng dạy giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm, thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành nghề khác nếu có. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Nghị định 77 trên 2021 quy định, nhà giáo tham gia giảng dạy giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm, tức 60 tháng được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5%, mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên dược khung nếu có. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được tính thêm 1%. Như vậy, thời gian bạn giảng dạy tại trường chân lập vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn thời điểm hiện tại là 6% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên dược khung nếu có. Tiếp theo, chị Hồ Thị Mỹ ở xã Long Thành, Quỳnh Vĩnh Lợi. Thưa chị hỏi. Vợ chồng tôi có ý định bán một mảnh đất cho người quen. Chúng tôi đã thỏa thuận được với bên mua về giá và phương thức thanh toán. Nếu làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có cần phải công chứng hay không? Chị Mỹ thân bến khoảng 3 điều 167 luật đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau. Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm B khoảng này. Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Quỹ ban nhân dân cấp xã. Theo quy định trên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Anh Trần Hoàng Long ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải hỏi. Xe mới mua chưa có biển số, đang trong thời gian chờ cấp giấy đăng ký xe và biển số xe mà tham gia giao thông trên đường thì có bị xử phạt hay không? Xin chào anh Long, theo thông tư 58 trên 2020 của Bộ Công an quy định, Chủ xe phải có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe. Cũng theo thông tư này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký biển số. Mà khác, phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Do đó, trong thời gian chưa có biển số, phương tiện không được lưu thông trên đường, trừ các trường hợp xe đăng ký tạm thời Tại điều 12 của thông tư 58 trên 2020, cũng đã liệt kê cụ thể 4 trường hợp xe đăng ký tạm như sau. Xe chưa được đăng ký cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông. Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội trợ, triển lãm, thể dục thể thao. Xe phục vụ hội nghị cho đảng, nhà nước, chính phủ tổ chức. Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam Già xe có quyết định điều chuyển, bán cho, tặng. Theo quy định này, người dân mới mua xe máy và đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe biển số chính thức, chỉ cần xin cấp đăng ký tạm thời sẽ được tham gia giao thông. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày và xe đăng ký tạm thời chỉ được tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Liên quan đến việc chia tài sản, bạn Nguyễn Lê ở xã Phước Long, huyện Phước Long hỏi. Hiện nay vì hoàn cảnh riêng, tôi và bạn gái chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống với nhau, cả hai đã tạo lập nên một khối tài sản. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn thì khi chia tay, tài sản được xử lý như thế nào? Xin chào bạn Lê, theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì được giải quyết như sau. Về quan hệ tài sản được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì phải giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Căn cứ vào quy định trên, do bạn và bạn gái không đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống với nhau như vợ chồng nên không làm phát sinh nghĩa vụ giữa vợ chồng. Khi không chung sống với nhau nữa thì không cần làm thủ tục ly hôn. Nếu có tài sản chung thì sẽ do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau thì sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về chia tài sản thuộc sở hữu chung. Cụ thể, trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác. Như vậy, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng khi chia tài sản sẽ do hai bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án chia tài sản chung việc phân chia sẽ dựa theo công sức đóng góp của mỗi bên và trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và con. Dị chi thừa kế, anh Quách Thanh Xuân ở xã Phước Long, huyện Phước Long hỏi. Theo tôi được biết, di sản của người chết, nếu có di chúc thì chia theo di chúc, nếu không có di chúc thì sẽ được chia theo pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp trong di chúc không có tên được chia di sản, nhưng tòa án vẫn có quyết định chia cho người đó. Vậy pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Anh Xuân thân mến, khoảng 1 điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2 phần 3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Trong trường hợp, họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2 phần 3 suất đó. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng có thành niên mà không có khả năng lao động. Như vậy, dù không được người lập di chúc cho hưởng di sản, thì hai trường hợp trên vẫn được hưởng phần di sản bằng 2 phần 3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật. Chúng tôi xin nói thêm, quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản, theo quy định tại Điều 620, hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1, điều 621 của Bộ luật dân sự năm 2015. Anh Nguyễn Văn Quang ở phường Hậu Phòng thị xã Giá Rai hỏi: Năm 2021 cha tôi có làm thủ tục tặng cho tôi một căn nhà tại thành phố Bạc Liêu. Đầu năm 2022 cha tôi bệnh nặng và qua đời, để lại nhiều tài sản nhưng không có di chúc Vậy trường hợp của tôi đã được cha cho tài sản trước khi mất, thì tôi có được quyền hưởng thừa kế của cha tôi để lại nữa hay không? Anh Hoàng Thăng Bến, yêu cầu của anh được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Trả lời thư của anh Nguyễn Văn Hoàng. Theo quy định tại Điều 621 Bộ Luật Dân sự 2015, thì anh không thuộc một trong các trường hợp những người không được hưởng quyền di sản. Hưởng như quyền hưởng di sản, cũng không có giấy tờ nào Thể hiện ý chí của cha anh Về quyền sử dụng Di sản thừa kế của anh Nếu trong hợp đồng tặng cho Mà cha anh cho nhà trước đây Năm 21 Thì cha anh có ghi điều kiện Ràng buộc về trách nhiệm nghĩa vụ nào đó Gọi là hợp đồng tặng cho có điều kiện Mà điều kiện đó Liên quan đến việc anh không được đòi hỏi thêm Hay tranh chấp gì với anh em Tài sản thuộc quyền sở hữu của ông sau này Nếu như có như vậy đó Thì anh không được hưởng quyền thừa kế Mà tài sản của cha anh để lại Trường hợp hợp đồng tặng cho Là không có quy định ràng buộc điều kiện Hay nghĩa vụ gì Thì anh vẫn được quyền hưởng di sản thừa kế Do cha anh chết để lại theo quy định của pháp luật Quý vị và các bạn thân mến Phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi Cũng đã khép lại chương trình hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.